Thông tin nóng khiến netizen Trung Quốc đứng ngồi không yên tối ngày mùng 2 Tết, tức ngày 2 tháng 2, chính là việc một blogger bất ngờ chia sẻ tin về mức án phạt gây sốc của Ngô Diệt Phàm. Theo tin tức mà blogger này đã đăng tải, Ngô Diệt Phàm phải lãnh án 17 năm, đồng thời số tiền bồi thường là 6 tỷ tệ, tương đương với 21.300 tỷ đồng. Đây là một con số khổng lồ. Nếu đây là sự thật, thì sẽ là khoản tiền phạt vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Cbiz, chưa có ai nhận án phạt nặng như thế này. Khoảng thời gian Ngô Diệt Phàm bị bắt vì nghi ngờ hiếp dâm, trên mạng xã hội từng rò rỉ danh sách 8 tội trạng của nam ca sĩ, bao gồm hiếp dâm trẻ vị thành niên, cưỡng dâm tập thể, mua bán tình dục, hối lộ tình dục, sử dụng ma túy, ma cô dẫn gái. Tuy nhiên, chưa có bất cứ ai đứng ra phản hồi về thực hư danh sách này.